Và xin chào cả nhà nhé. Xin mời cả nhà quay trở lại với kênh Thuyết Hàng Bãi Nhật. Video hôm nay là em lên cho cả nhà ta là video quạt nhé. Mùa hè nắng nóng ở Thanh Hóa rất chi là nắng các bác. Miền Bắc tương đối nóng đấy. Các bác đang xem like thì xem video thì cho em xin một nốt like nhé các bác. Những ai chưa đăng ký kênh em xin một nốt đăng ký kênh. Và hôm nay là em xếp cho các bác một dàn quạt. Tuy nhiên em chỉ giới thiệu là 6 mã và 8 mã các bác. 8 mã trong đó là có đánh mã số là 6 mã nhá. Còn hai chiếc quạt treo này ở phía trước màn hình các bác đấy, cánh màu xanh nõn chuối đấy, là hai chiếc quạt treo tường cổ của Nhật nhá. Hai chiếc này thì em không đánh mã số và nó có tên tuổi là một con là Na và một con là Sa nha các bác. Thì em sẽ báo giá cho các bác luôn và giới thiệu qua về nó. Còn khi các bác là mua hàng thì em sẽ chụp đầy đủ bộ cấu hình ảnh của quạt gửi cho các bác vào Zalo. Đồng thời test quạt, test video quạt chạy vào Zalo cho các bác nhé. Và hôm nay thì em không thể em không trực tiếp cắm điện test cho các bác, tuy nhiên là cam kết với các bác là những sản phẩm, 8 sản phẩm đầu tiên này hay là những chiếc quạt dựng ở phía sau thì em đều bao sống hết nhé. Tất cả là gần như là những cái nào bao nguồn thì có bao nguồn. Cái nào điện 100V thì em sẽ báo điện 100V. Và khi các bác mua thì bên em cũng bao nguồn nhé. Bao nguồn điện. Có những con đã sang nguồn 220 rồi thì ok. Còn chưa sang thì em sẽ có cục đổi nguồn bao luôn cho các bác nhé. Mời các bác đi vào chi tiết của nội dung video hôm nay. Chiếc đầu tiên đây này. Chiếc đầu tiên em báo với các bác là một chiếc Nationan nhé. Một chiếc quạt cổ treo tường của Nationan. Ba cánh xoắn màu xanh nõn chuối rất đẹp. Chốp của nó là chốp mạ chrome nhá. Chốp mạ chrome nhá các bác. Chốp con này là chốp mạ chrome. Rất chi là chất luôn. Con này là treo tường nhưng có bộ điều khiển nhá. Có một chiếc dây dài khoảng tầm 2,5 m, điều khiển ở phía dưới, điều khiển bằng hộp số đây này. Đó. Nó có hộp số hẹn giờ cũng như là hộp số hai bên hai vòng số nhá. Tức là số của nó thì chỉ 1, 2, 3. Tuy nhiên là nó nằm ở hai phía nhá. Bật bên nào cũng được nhá. Và có phím tắt. Phím vặn của nó là vặn mạ chrome này, rất chi là đẹp này. Đấy, hẹn giờ tối đa lên tới 60 phút nha các bác. Hẹn giờ tối đa lên tới 60 phút ở như hộp điều khiển này. Điều khiển dây nhá. Treo tường. Đã bao nguồn điện 220 các bác. Con này là nguyên zin nha các bác. Nguyên zin nhá. Hàng cổ nguyên zin, rất chất. Giá em bán với các bác giao lưu là 4 triệu nhá. 4 triệu bao ship tận nhà nha các bác. Đấy, 4 triệu bao ship tận nhà. Con này tem của nó đây các bác này. Đang còn tem nguyên của nó đây. Bầu cổ túc năng con này, túc năng trên bầu nha các bác. Túc năng của nó là túc năng trên bầu. Rất VIP, bầu nhựa nhá. Bầu nhựa. Đó. Ba cánh xoắn màu xanh nõn chuối rất đẹp này. Chóp của nó là chóp nhựa nhá các bác. Chóp nhựa. Mặt nạ của nó là mạ chrome rất đẹp, Nationan này. Vòng tròn mạ chrome cực đẹp luôn. Lồng zin luôn nhá. Lồng zin mạ sơn màu ghi nhá. Nói chung con này zin đét. Zin đét, vậy dáng cổ treo tường của Nhật. Đấy, nó có một số điểm chảy xước, tuy nhiên chỉ dạng chảy xước lông chuột lông mèo này nhá. Hệ thống dây của nó đang còn zin đét. Bên em chỉ về sang nguồn 220 thôi. 4 triệu đồng nha các bác. Con Nationan quạt cổ treo tường bao ship tận nhà 4 triệu đồng. Con quạt cổ thứ hai là con Tô các bác ạ. Toshiba nha các bác. Con này thì không có điều khiển mà là treo tường giật dây nhá. Con này là treo tường giật dây, treo tường giật dây. Và con này là có gạt túp năng các bác ạ. Con này là có gạt túp năng ở dưới luôn. Đấy, có cần gạt túp năng luôn đó. Cần là mạ inox rất chi là đẹp, dây zin của nó luôn. Đấy, dây zin của Toshiba luôn, đang còn nguyên zin này. Nói chung là lồng đang còn rất chi là chất. Có một số điểm chảy bên em là chấm mạ thôi, chứ còn lại là nó nguyên zin nha các bác. Tay quai sách rất chi là ok. Mặt nạ phía trước Toshiba, tem chữ Toshiba này. Mặt nạ con này là mặt nạ vòng nhựa trắng nhá. Chóp con này cũng là chóp bằng, chóp nhựa bằng. Bốn cánh xoắn. Con này là bốn cánh xoắn màu xanh nõn chuối rất đẹp. Đó. Bầu của nó đây nè. Bầu của nó còn là bầu nguyên zin luôn nhá.
bầu nguyên zin. Đấy, con này không có túp năng chân bầu mà túp năng ở dưới hộp đế nhá, dưới chân đế nhá. Rất chi là chất. Đây các bác này. Đấy, tem chủ của nó đang còn nguyên zin luôn nhá. Quạt cổ treo tường Toshiba 4 cánh xoắn màu xanh nõn chuối cực VIP. Em đánh giá độ nguyên bản của nó lên đến 90% trở lên nhá. Và giá con này em bán với các bác là 3.500.000 đồng, bao ship tận nhà luôn, dây giật túp năng ở dưới hộp đế. Tiếp theo nhá, tiếp theo là mã. Hôm nay đây mã số 6 mã quạt đây các bác này. Mã K1 các bác. K1. Giá 2,3 triệu. Con này là con Sanier. Đế nhựa thân nhựa. Đế nhựa thân nhựa nha các bác. Cọc con này thì cọc mạ inox rồi. Cọc lửng là mạ inox nhá, một đồng hồ, hẹn giờ lên tới 180 phút nhá. Hẹn giờ lên tới 180 phút nha các bác. Rất đẹp. Mặt nạ con này mặt nạ vuông. Vòng viền mặt nạ của nó là mạ chrome sáng choang. Mạ chrome sáng choang luôn. Đó. Tem này. Chữ LF của nó này. Đấy, mặt của nó, mặt phía trong là xanh và xanh nước biển này, xanh nhạt và xanh nước biển đó, xanh lơ và xanh nước biển đó. Hai vòng mặt nạ vuông. Rất đẹp, ba cánh xoắn xanh coban xanh nước biển. Rất đẹp. Chóp của nó là chóp nhựa vặn. Bầu con này là bầu nhựa, túp năng trên bầu. Túp năng trên bầu luôn, bốn phím nhấn ở bàn đế. Đó, bốn phím nhấn ở bàn đế. Số trừ 3 số nhá. Phím tắt đây. Phím tắt ở bên này tay trái nhá, còn lại số 1 2 3 nhá các bác. Đó. Khi các bác mua quạt thì em sẽ chụp cấu hình và gửi video test quạt cho các bác xem. Con này có phím vặn, có nốt vặn để chỉnh sửa cọc quạt đấy, cọc lửng đấy. Tem của nó đây các bác này. Tem đang còn rất chất nhá. Đây thông số kỹ thuật, thông số tiêu thụ của quạt trên chiếc tem này nhá. Dầu dây của nó là dấu ở sau hộp nhá. Dây của nó là dấu sau hộp luôn này. Dây nhật luôn rồi. Tem chữ bên này nó mất rồi. Dây zin của nó rồi. Con này là có chỉnh sửa túp năng này. À, có điều chỉnh túp năng là từ 45 độ đến 100 độ này. Đấy, điều chỉnh góc độ đấy. Điều chỉnh góc độ của góc độ quay. Góc độ quay của quạt từ 45, 60 đến 100 nha các bác. Đấy, khi bật túp năng thì bác có thể điều chỉnh, nếu 45 độ thì nó sẽ tự động quay 45 độ thôi. Đấy. Cổ của nó đây không bị nứt gãy nhá. Đang còn rất chi là đẹp luôn. Ốc mạ inox này. Rất chất, ba cánh xoắn. Ba cánh xoắn, lồng của nó là lồng con này là lồng mạ sơn. Lồng mạ sơn, lồng zin nhá. Lồng con này lồng mạ sơn trắng, lồng zin của nó là có chảy xước một đôi xíu thôi. Nhìn rất đẹp, bên em chỉ lau dọn lại để cái lồng này. Để cái mặt nạ này, mạ cà đôm này. Nguyên zin của nó rất đẹp luôn. Cực chất, giá còn 2 triệu 300 nghìn đồng các bác. Quạt lửng K1. Hôm nay em lên video cho các bác là em giới thiệu soi dáng quạt báo giá, các bác ưng rồi, kiểu dáng rồi, dòng quạt rồi, các bác cứ vào Zalo của em. Em sẽ test quạt đầy đủ cho các bác, bao sống nha các bác. Đã bao sống hết rồi nhá. Tiếp theo là con K2 các bác. K2, 2,6 triệu, bao ship tận nhà. Bàn mặt trước của nó là màu trắng mạ chrome. Có hai đồng hồ, một đồng hồ hẹn giờ, một đồng hồ hẹn giờ bên trái và một đồng hồ này là đồng hồ túp năng nha các bác. Con này là đồng hồ túp năng nhá, có góc độ quay luôn đây này. Đấy, nó có góc độ quay tối đa này, quay tối đa là 90 độ các bạn. Đấy, vùng góc 90 độ. 45 30 lên tới 120 độ ấy các bác ạ. Quay có thể tối đa 120 độ. Con này là của Fuji. Con này của Fuji. Dòng này là dòng, lát em xem tem chữ của nó. Fuji Electric. Phải Tô hay là Na. Lát em soi tem xem nha các bác. Rất đẹp. Đế của nó là nguyên zin nhá. Mặt đế sau của nó là màu đen này, nhựa màu đen nhá.
Con này là có 4 số các bạn, có 4 số gạt, trong đó có một số ngủ đây này, số ngủ và số 1, số 2, số 3 nhá. Có tắt không? Hẹn giờ đây, hẹn giờ lên tới 60 phút nhá. Hẹn giờ lên tới 60 phút nha các bạn. Đây là chế độ không, chế độ ao tù. Chế độ hẹn giờ các bác cứ xoay theo chiều kim đồng hồ thôi. Đấy, và có cả phím tắt trên trên này nữa này, có cả phím tắt luôn đấy. Cả phím tắt đây các bạn. Mạ cờ đôm nhá. Tiếng vặn của nó là đều mạ cờ đôm sáng choang luôn. Đấy, con này là nguyên zin rồi, không sơn lại nha các bác, nguyên zin. Nguyên zin, lồng của nó lồng mạ inox, nó có chấm rồi. Kiểu inox 201 cho nên là không tránh được lồng mặt trước nhá. Mặt sau là mạ sơn màu trắng. Bầu con này là bầu nhựa nha các bác. Bầu con này là bầu nhựa rồi. Bầu nhựa trắng luôn. Tem sau của nó tem Nhật đây này. Đó. Con này là thân nhựa luôn rồi. Cọc của nó cọc mạ inox rồi. Cổ của nó này. Cổ không nứt gãy nha các bác, không nứt gãy, chảy sức không có nhá, không đáng kể nhá. Chảy sức không đáng kể nhá. Đây, tem của nó đây các bác. Tem của nó đây. Tem chữ Nhật. Hàng nội địa Nhật đấy. Và cái thông số đây các bác này. Đó, có cả về kỹ thuật luôn là sơ đồ của nó đây này. Có cả tiêu thụ điện này. Đấy, rất nhiều. Con này hộp dấu dây của nó ở phía sau nhá. Phía sau đế nhá. Hộp dấu dây ở phía sau đế rất gọn. Quạt lửng. Ba cánh xoắn. Ba cánh xoắn cánh 30. Rất chi là đẹp. Mặt nạ của nó đây. Mặt nạ này. Nguyên zin luôn. Chóp của nó là chóp bằng rồi. Chóp bằng nhựa. Ba cánh xoắn màu xanh nước biển. Rất đẹp luôn. Giá thành thì rất ok với con quạt lửng này. Con này là nó chỉnh sửa nâng hạ cọc lửng này các bác này. Chỉnh sửa nâng hạ cọc lửng nhá. Con này thương hiệu nó là Fuji Electric. Fuji Electric. Mang mã K2 2,6 triệu nha các bác. Tiếp theo là K3 này. K3 là 2,3 triệu nha các bác. Cũng quạt lửng nhá. Quạt lửng. Cái dòng 2,3, 2,4 đến gần 3 triệu nó chỉ là quạt lửng thân nhựa đế nhựa thôi nha các bác. Con này của Toshiba. Con này của Toshiba nhá. Con này là 4 phím nhấn, 3 số, 1 đồng hồ. Đồng hồ hẹn giờ lên tới 60 phút. Phím vặn đồng hồ của nó là mạ chrome sáng choang. Nhựa trắng nhá, thân nhựa trắng. Bàn đế là màu xanh. Bàn đế là nhựa màu xanh nhá. Tất chất viền của nó là viền nhôm rồi các bác. Bàn đế con này. Viền của nó viền nhôm, bàn đế khả năng bàn đế nhôm luôn các bác. Đúng rồi, bàn đế miếng nhôm mỏng nhá. Toshiba. Phím nhấn mạ chrome. Phím nhấn mạ chrome đang hạ cọc lửng nhá. Cọc của nó cọc mạ inox rồi. Vòng thân của nó, vòng bọc thân của nó đây này. Cũng mạ chrome rất đẹp này. Cổ của nó đang còn nguyên zin này, đẹp này. Không nứt gãy này. Rất chất. Bầu nhựa. Túp năng trên bầu. Bốn cánh xoắn màu xanh nước biển, rất đẹp. Chóp bằng, mặt nạ Toshiba, mạ chrome. Ba vòng mạ chrome nhá. Cực chất. Giá chỉ 2 triệu 300 nghìn đồng. Bao ship tận nhà, đã bao nguồn điện 220. Đó. Tiếp là con K4 này. Mã K4 này. K4 là 4 triệu 2 nhá. Con này là thân gang sắt, đế gang sắt, cổ gang sắt. Bầu trước cũng là bầu gang sắt luôn, bầu sau này bầu nhựa nhá. Thân của nó là mạ gỗ này, thân của nó là giả vân gỗ đây các bác này. Thân của nó là thân sơn vân gỗ nhá, nguyên zin của nó nhá. Vòng đế của nó là cũng là màu gỗ luôn, màu giả gỗ luôn. Thương hiệu Toshiba nha các bác. 5 phím nhấn, 1 đồng hồ. Đồng hồ này là đồng hồ túp năng nhá. Đồng hồ túp năng và chỉnh góc độ quay luôn. Từ 60, 90 đến 120 độ nhá. Đấy.
phím vặn đồng hồ của nó là rất chi là chất này, cũng mạ chrome sáng bóng luôn, sáng choang luôn này. Con này là có chế độ ngủ nhá, có... đúng rồi, có số ngủ đó các bạn. Phím ấn này, phím ấn meca màu đen này, nâng hạ cọc lửng nhá, rất chất. Phím tắt là 0123 và số ngủ. Cực VIP quạt lửng kiểu dáng cổ Toshiba 4 cánh xoắn màu xanh. Chóp này là chóp bằng mạ chrome, mặt rỗng nhá, mặt rỗng vòng nhựa tròn màu trắng, sơn mạ xi màu trắng nhá, mạ sơn màu trắng nhá, ghi xám chứ, mạ sơn màu ghi xám. Bầu của nó là bầu, bầu sau của nó là bầu nhựa trắng này, bầu sau nó là bầu nhựa trắng này các bác này. Phích là phích zin rồi, phích là phích của Nhật rồi, đúng rồi, phích của Nhật rồi, rất đẹp. Cổ này, cổ của nó là cổ gang thép này, cổ gang thép này, không chảy, có chảy xước rồi, có chảy xước lông chuột lông mèo rồi các bác, có chảy xước rồi. Lồng của nó rất chắc chắn các bác ạ. Lồng con này là, lồng con này là có bốn đũa gọng phía sau, bốn đũa gọng phía sau rất dày này. Đây này, gọng đỡ rất dày các bác, gọng đan đỡ rất dày, năm gọng các bác, năm gọng đan đỡ rất chi là dày luôn, cực chất. Bốn cánh xoắn, quạt lửng, thân gang sắt, đế gang sắt. 4.200.000 đồng bao ship tận nhà nha các bác. Đây là mã K4. Và tiếp theo là mã K5, là một con VIP đây các bác này. Còn này bác nào thích lửng cổ này thì alo cho em ngay nhá, vì có mỗi con cổ này thôi nhá. Có mỗi con cổ bầu quả nhót này thôi các bác. Con này là của, xem của ông nào. Em của nó bên trong này. Con này của Sanier các bác. Con này của Sanier. Con này của Sanier này. Đó, Sanier tem chữ mạ đồng của nó phía sau là nhìn rất rõ. Sanier nhá các bác. Sanier. Lửng cổ. Bầu quả nhót phun gang sắt nhá. Con này phun gang sắt, con này có cái chiếc lồng của nó cực kỳ chất luôn. Đậm chất cổ các bác ạ. Chóp của nó là chóp đạn, ba cánh đục nhá. Cánh con này là ba cánh đục nhá. Cánh đục màu xanh coban luôn. Kiểu cánh đục này rất chi là đắt và hiếm này các bác. Đế của nó là, bàn đế của nó là hai đồng hồ. Đấy, một đồng hồ số thì bên em đã, nó bị bay chữ rồi. Bên em đã dán lại, dịch ra tiếng Nhật và dán lại luôn. Và một đồng hồ túc, một đồng hồ hẹn giờ các bác. Hẹn giờ đây này. Một đồng hồ số và một đồng hồ hẹn giờ nhá. 30, 60, 90 phút đây này. Đấy, đồng hồ hẹn giờ vẫn đang còn chạy rất ok nhá. Các bác mua quạt thì em sẽ chụp đầy đủ và test quạt cho các bác. Chụp đầy đủ bộ ảnh cấu hình. Con này là lửng nha các bác. Con này là lửng nhá. Con này có phím bấm lửng ở phía sau này. Đấy, phím bấm để rút lửng lên này. Rút cọc lên này. Cọc của nó là cọc mạ inox rồi. Đấy. Cọc mạ inox và bao bọc của nó cũng là mạ inox luôn. Đấy. Bọc quạt của nó là mạ inox luôn. Cổ của nó rất chi là ok nhá. Con này full gang sắt, bầu trước bầu sau. Bầu quả nhót rất chi là chất, cực đẹp. Chóp đạn, ba cánh đục màu xanh. Cánh đục là dạng cánh đắt tiền nha các bác. Cánh đục là dạng cánh đắt tiền của quạt Nhật đấy. Rất chi là chất. Chóp đạn con này thì túc năng của nó trên bầu, túc năng trên bầu luôn. Giá là 4,5 triệu nhá, K5 nhá các bác. 4,5 triệu bao ship tận nhà luôn. Khi các bác xem được video này rồi ưng con cổ lửng này thì gọi cho em hoặc kết bạn Zalo với em để em tư vấn thêm cho các bác. Lồng kiểu dáng lồng cổ đây các bác, chắc chắn lắm các bác. Thép chống gỉ rất chi là chất, siêu VIP luôn. Đó, cực kỳ chất. Hệ thống dây của nó là còn nguyên zin. Con này dây rất dài, dây phải tầm 3 m, 2.5 đến 3 m nhá. Đó. Đây dây của nó đây. Đó. Còn chữ đeo hoa. Con mã cuối cùng trong video hôm nay các bác ơi. Con mã cuối cùng trong video hôm nay là con K6 nhá. Con K6 giá là 2,3 triệu nha các bác. 2,3 triệu 4 phím nhấn, một đồng hồ. Đồng hồ của nó là đồng hồ hẹn giờ, đồng thời có phím tắt ô tô, phím ô tô. Hẹn giờ tối đa lên 120 phút.
4 phím nhấn, 1, 2, 3 là 3 phím số và 1 phím tắt. Phím của nó là phím nhựa, sơn màu xanh, thân nhựa, đế nhựa. Cọc lửng của nó là cọc mạ inox. Con này là con nguyên zin rồi. Lồng của nó đang nguyên zin này. Lồng của nó là đang nguyên zin này các bác này. Mặt nạ là của nó, mặt nạ lồng của nó là mạ chrome nhá. Chóp con này chóp nhựa bằng, vòng chóp nhựa tròn bằng. Sanier, thương hiệu là Sanier nha các bác. Mặt nạ mạ chrome. Tem chữ Sanier ở chính giữa đây. Trang trí rất chi là đẹp các bác này. Hai vòng tròn xoắn cực đẹp, trên nền là màu xanh rêu. Mặt trước lồng là mặt inox, mặt sau là mạ sơn màu trắng. Ba cánh xoắn màu xanh coban rất đẹp. Chén cổ của nó là chén cổ nhựa rồi. Đấy, con này thì nó có bị chảy xước và hơi nứt một xíu nha các bác. Chảy xước, không phải đây là chảy xước, không phải nứt đâu các bác nhá. Chảy xước có lẽ bị quẹt một cái miếng thép nào đó nó quẹt vào rồi. Đấy, cổ của nó này, cổ trái cổ phải nó còn rất ok nhá. Bầu của nó là bầu nhựa trắng này, túc năng trên bầu này, bầu nhựa trắng túc năng trên bầu nhá. Dây dấu ở phía sau này, dây dấu ở hộp đế phía sau này các bác này. Đấy, dây dấu hộp đế phía sau nhá. Đấy, tem chữ Nhật của nó này các bác. Và một chiếc Sanier rất chi là VIP. Đã sang nguồn 220 rồi nhá. Giá chỉ 2.300.000 đồng. Bao ship tận nhà cho các bác luôn. Khi các bác mua quạt em sẽ gửi bộ ảnh cấu hình, đồng thời test quạt chạy cho các bác, test số, test tính năng, túp năng. Và hẹn giờ thì em chỉ bật hẹn giờ cơ bản, ví dụ em hẹn một vòng nhỏ thôi, trong vòng 1 đến 5 phút thôi các bác test cũng được, cần cũng được. Tuy nhiên là khi nó chạy nó kêu là các bác cũng là biết là nó sống rồi. Còn lại là phía sau đang còn rất nhiều con quạt nữa nhá. Đây là một chiếc lửng Sanier này, một chiếc Sanier man bản Maric Tool này. Đó, 4 phím mạ chrome, 1 đồng hồ này, cũng là lửng này. Đấy, con này thì em không lên mã báo giá trong video hôm nay. Tuy nhiên các bác thích thấy và hợp thì các bác cứ nhắn vào Zalo cho em. Con cánh tím khoai môn này, tím khoai môn rất đẹp này. Con này của Mitsubishi các bác, cũng quạt lửng nhá. Con này quạt lửng, thân của nó là thân vuông, thân nhựa vuông bản to. Đấy, bản to. Tiếp theo là một con Nationan. Đây. Con Nationan này. Con Nationan thân găng sắt, đế găng sắt này. Đó, rất chi là chất, cũng là lửng nhá. Cực VIP luôn. Bác xem này. Đó, ba cánh xoắn. Chóp bằng. Con này là chóp lõm luôn chứ không phải là bằng nữa. Nó lõm phía trong luôn, một miếng nhôm trắng lõm phía trong luôn các bác. Bằng luôn. Nationan kiểu dáng cổ nhá. Con này là dáng cổ nhá. Rất đẹp. Mặt của nó là mặt rỗng. Bầu trước là bầu nó là bầu nhựa các bác. Bầu nhựa màu ghi xám. Bầu nhựa màu ghi xám. Phím ấn này, cọc lửng này. Con này là khả năng là túp năng rồi. Túp năng quay rồi. Con này quay túp năng ô tu rồi. Quay ô tu theo góc độ nó cố định của nó nhá. Túp năng quay ô tu theo góc độ cố định của nó nhá. Kiểu dáng cổ. Rất đẹp. Cọc lửng đó, cọc lửng. Rất chất các bạn. Rất chất luôn. Thống dây của nó này. Con này rất chất. Dây nguyên zin luôn. Đẹp. À, tiếp theo rồi cho con Alaska không cánh, em đã từng lên live cho các bác rồi. Con này bán giá rất chi là rẻ. Mới keng xà beng nhá. Mới keng xà beng chỉ 1.300.000 đồng, thiếu cánh nhá. Con này cánh 40 đấy. Lồng của nó là lồng mạ inox sáng choang luôn. Mới keng. Tuy nhiên vỡ cánh trong quá trình vận chuyển vỡ cánh. Bên em không chỉ bán ưu đãi, các bác nào thích về lắp cánh 40 vào chạy. Cực VIP, nếu còn cánh 40 thì không có giá này đâu.
không có giá này đâu nha các bác. Nếu còn cánh 40 con này giá nó phải tầm cỡ 2,6 triệu nha các bác. Giảm 50% có mỗi cái cánh đấy. Một con Genetrai. Con Genetrai bàn đế giả gỗ này, thân giả gỗ này, mặt trước thân giả gỗ này. Kiểu dáng quạt cổ hai đồng hồ, 5 phím nhấn, rất chỉ là chất. Rồi con Mitsubishi bản Living Fan này. Bản Living Fan là 4 phím nhấn mạ, 4 phím nhấn bọc Meca, phím tròn mạ chrome này, một đồng hồ hẹn giờ này. Rất vip, ba cánh xoắn. Chóp con này là mặt trong của chóp cũng mạ của Meca luôn này, mặt trong của nó Meca này. Thương hiệu Mitsubishi được các bác. Vòng mặt của nó mạ vàng rất đẹp nhé. Ngoài ra phía trong còn rất nhiều. Thì như là video hôm nay là thời lượng có hạn, em chỉ lên giới thiệu cho các bác vậy thôi. Các bác ưng con nào, kiểu dáng như thế nào, dòng lửng, dòng bàn như thế nào thì cứ alo cho em nhé. Duy nhất kho em có hai chiếc quạt cổ treo tường nhá, một con Toshiba và một con Nationa cực VIP nguyên bản, giá thành đảm bảo. Vâng, các bác xem video đến đây em xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.